Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Phần mộ nghệ sĩ Vũ Linh được nghệ sĩ Tài Linh thiết kế tỉ mỉ có cá tường thạch cao. Sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh để lại mất mát lớn với làng cải lương Việt Nam. Về tên tuổi của ông Hoàng được đón tiếp nhận hàng trăm triệu người hâm mộ trên sân khấu truyền thống. Nên đến nay dù tang lễ đã trôi qua 2 tuần, song các thông tin bên lề vẫn thu hút sự chú ý. Mới đây các thông tin liên quan đến phần mộ của nghệ sĩ Vũ Linh đã được gia đình và một số người thân quen tiết lộ. Theo đó, nơi ăn nghỉ của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quán, Thượng Nghĩa Trang Hòa Viên Bình Dương đã được thiết kế tỉ mỉ chỉnh chu, mang dáng dấp của những chi tiết thuộc với những nghệ sĩ đơn ca tài tứ. Phần bia mộ được chạm khắc dựa trên ý tưởng của một chiếc mão trong các trang phục biểu diễn tường thấy của nghệ sĩ Vũ Linh. Các thợ điêu khắc làm thạch cao đáng tỉ mỉ với công việc của mình, ai cũng hy vọng sẽ sớm hoàn thành ngôi mộ của nghệ sĩ Vũ Linh để bà con có nơi viếng thăm sạch sẽ trang nghiêm hơn. Đặc biệt, một người hâm mộ tài tứ trên sân khấu còn thực hiện bức tượng chân dung của nghệ sĩ Vũ Linh có chất liệu từ thạch cao. Bức tượng gợi ý cho hình tượng cậu năm với gương mặt sáng, đôi mắt rạng ngời và mái tóc luôn được chỉnh chu trước khi gặp khán giả. Trước đó, nghệ sĩ Hồng Phượng cũng cho khán giả thấy nơi thờ cũng có cậu mình tại nhà. Không gian luôn được trang trí đầy đủ hoa quả, bánh trái xum xuê. Xung quanh khu vực thờ chính là những di vật của cố nghệ sĩ, trang phục đi diễn, những hình ảnh lúc sinh thời của ông được sắp xếp ngay ngắn. Năm 2017, nghệ sĩ Vũ Linh phát hiện bệnh vì đại tràng, sức khỏe ông hồi phục sau phẫu thuật. Nhưng đến năm 2020, ông tiếp tục có khối u, phải điều trị và nằm viện một thời gian. Sau năm 2020-21, nghệ sĩ Vũ Linh mạnh mẽ, ông chủ yếu ở nhà. Thường thăm hỏi mọi người qua điện thoại, thâm sắc của những nam ca sĩ khỏe mạnh tươi tắn. Biến cố tiếp tục đến sang tháng 4 năm 2022, nghệ sĩ Vũ Linh phát hiện ở cổ có hạch chất cứng. Khi đó, gia đình khuyên ông đi khám, lúc này bệnh đã trở giai đoạn xấu. Sau một thời gian chống chọi, đến mùng 5 tháng 3, ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, trong vòng tay người thân theo di nguyện của ông lúc còn tỉnh táo. Dù đã ra đi, nhưng những gì nghệ sĩ Vũ Linh để lại nên cái lương nhà vẫn chống mãi trong lòng khán giả. Bạn có ấn tượng với vai diễn nào của cố nghệ sĩ? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé! Nghệ sĩ Vũ Linh dành cả đời cho nghệ thuật, ông luôn thể hiện sự tâm huyết, niềm đam mê của chính mình, do đó nam nghệ sĩ hậu bối, kính trọng. Hơn hết, nghệ sĩ Vũ Linh là người thầy của nhiều thế hệ. Tài Linh nghẹn ngào kế nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời khoảng thời gian năm ngoái. Sổ đầu của nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa bao lâu, nghệ sĩ Vũ Linh mất khiến bà bi quan. Trước đó, Tài Linh dự định 3 tháng về Việt Nam thăm gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng vì chuyện gia đình không thể thu xếp về nước nên hối tiếc. Nhiều năm nay, nghệ sĩ Tài Linh rời ra sân khấu nhưng vẫn giữ liên lạc, theo dõi nghệ sĩ Vũ Linh, biết tin nghệ sĩ Vũ Linh mất và thông báo cho những người quen. Những lần về nước, Tài Linh luôn đi thăm đàn anh. Bà cầu xin nghệ sĩ Vũ Linh ngừng hút thuốc thức khuya vì không tốt cho sức khỏe. Dù vậy, bà nể sợ, không can thiệp vì thú vui của đàn anh. Ca sĩ Quang Thành chia sẻ, nghệ sĩ Tài Linh khóc giống hệt Trúc Anh Đào, trao ngọc rồi chia tay Lương Xuân Bá trong tuồng kinh điển như tác phẩm họ đã vào đời họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.